Đây là cảnh sinh hoạt ở Linh Tân Sài Gòn. Đang những ngày trước Tết Kỷ Hợi 2019. Bây giờ đây là trên đại lộ Bôn Sa Trần Đạo. Đồng bào họ đi, hôm nay là chiều Chủ nhật, đồng bào họ đi chợ hoa, đi dự hội chợ hoa, chợ Tết rất là đông. Đa số là các nơi trên khắp nước Mỹ và khắp thế giới họ đổ về đây. Đây là chợ hoa chính ở gọi là chợ hoa Phước Lộc Thọ, ngay trên đại lộ Bôn Sa Trần Đạo Avenue. Và bây giờ là 6 giờ tối Chủ nhật ngày nay ngày 27. Hôm nay là 27 tháng Giêng 2019. Oh, God.